Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại 21 xã, thị trấn của huyện Bát Sát tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trên địa bàn trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024. Công dân được khám tổng quát, đảm bảo chiều cao, cân nặng và các điều kiện khác về sức khỏe. Sau khi hoàn thành khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tiếp tục quản lý hướng dẫn thanh niên tham gia khám tuyển tại cấp huyện vào tháng 11 tới. Năm 2024, huyện Bát Sát được giao tuyển chọn 124 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với các xã thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật Nghĩa vụ Quân sự, vận động thanh niên đi làm xa trở về địa phương khám sơ tuyển theo quy định.